Xin lỗi vì những gì bạn sắp thấy có thể là điều tồi tệ nhất bạn từng thấy trong đời. 250 con hải mã nặng 1 hoặc 2 tấn, chúng leo lên một vách đá cao 80 mét, từng con nhảy xuống không do dự. Nhiếp ảnh gia vừa khóc không thành tiếng vừa quay lại nhưng bất lực. Có 100.000 con hải mã chen chúc leo từ bãi biển bên dưới. Chúng có thể đi về phía vách đá cao bất cứ lúc nào, lặp lại thảm kịch của sự rơi tự do. Hải mã là chủ thể của biển, tại sao lại leo lên vách đá, còn nhảy xuống từ trên cao một cách tuyệt vọng? Đây là một hòn đảo nhỏ ở phía bắc nước Nga. Khoảng 100.000 con hải mã đã tập hợp ở đây, là nhóm hải mã lớn nhất thế giới. Điều đáng buồn là chúng lại tụ tập ở đây, không phải để tìm kiếm bạn tình mà vì tuyệt vọng. Nhà của hải mã vốn nằm trên băng, chúng cần dựa vào băng biển để săn mồi và sinh sản. Tuy nhiên, sự nóng lên toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn. Băng biển ở Bắc Băng Dương ngày càng mỏng, tiếp tục rút lui đến một nơi xa hơn về phía Bắc. Năm 2017 là mức thấp kỷ lục, như một cơn lũ. Các loài động vật tập trung đến nơi cao nhất, biển băng đang co lại về phía Bắc Cực. Môi trường sống của hải mã cũng ngày càng ít đi. Hòn đảo nhỏ này trở thành nơi lý tưởng nhất để chúng săn bắn và nghỉ ngơi. Mọi ngóc ngách trên mỗi tấc đất, mọi khoảng cách đều là quý giá và đông đảo bởi hải mã. Nếu muốn xuống biển kiếm ăn, phải để cơ thể cấp nặng nề lăn trên người bạn đồng hành khác. Hàng ngàn con hải mã non chết như thế này. Không chỉ vậy, ngày càng nhiều hải mã càng khó tìm một không gian mở. Một số con hải mã đã phải leo lên cao hơn. Mặc dù trọng lượng là tấn, leo lên những vách đá cao hàng chục mét không phải là điểm mạnh của chúng. Nhưng miễn là có một nhà lãnh đạo, sau khi những con hải mã khác người thấy mùi đồng loại, chúng sẽ thành bầy thành đàn tới. Dần dần vách đá cũng đầy hải mã, sẽ khó kiếm chỗ đứng. Những kẻ tội nghiệp phải trở về đại dương. Nhưng một khi nó rời biển, hải mã gần như mù một nửa, trước mắt mờ ảo, không thể tìm thấy đường trở lại biển cả. Số phận của chúng có thể tưởng tượng được, từ lâu đã quen với việc nhảy thẳng xuống nước từ bãi biển, thậm chí không biết rằng gia tốc trọng trường sẽ rất khủng khiếp. Một con hải mã nặng 1 hoặc 2 tấn, tương đương với một chiếc ô tô. Bạn có thể tưởng tượng những con hải mã trên giống như ô tô. Với cảnh rơi trên không trên một vách đá và lăn xuống đáy vách đá thì tử vong không. Ít nhất 250 con hải mã rơi khỏi vách đá trong quá trình quay phim. Nhiếp ảnh gia nói, đây là cảnh đau đớn nhất mà anh từng quay trong đời. Nhân loại sưởi ấm trái đất, đun nóng đất và đun sôi đại dương. Sau đó trốn trong phòng điều hòa mát mẻ, uống coca và cà phê, xem những con vật vật lộn trong cái nóng bên ngoài cửa sổ. Chim bị cháy xém lông, cá chết ngạt do thiếu oxy trong nước, và một số loài tiếp tục biến mất trên hành tinh này. Hải mã không phải là kẻ khởi xướng biến đổi khí hậu, nhưng là kẻ vô tội phải gánh chịu thảm họa và đau đớn của biến đổi khí hậu. Những gì chúng gặp chỉ là một mô hình thu nhỏ của hành tinh này. Sau những hình ảnh buồn đến thót tim, mỗi khung hình của máy ảnh đều nói với chúng ta, sự mở rộng lớn của dân số trái đất đã áp đảo hành tinh này. Khí hậu ấm lên, băng biển tan, cửa tủ lạnh của trái đất đã mở, hải mã và các loài động vật khác chỉ là những kẻ đầu tiên phải chịu đựng. Cuối cùng gặp phải thử thách khắc nghiệt nhất là loài thống trị nhất hành tinh. Trước khi kết thúc trò chơi nào, chẳng phải là đánh bại boss sao? Lý do tại sao chúng ta còn sống chỉ là nán lại. Khi các loài trên trái đất lần lượt rời bỏ chúng ta, thì chúng ta còn lại bao lâu nữa? Nhiều người có thể đang la hét, chúng tôi muốn cứu trái đất, nhưng trái đất không cần chúng ta cứu. Điều chúng ta cần là chuộc lỗi cho bản thân, vì tội lỗi của chúng ta chống lại thiên nhiên và trái đất. Phổ biến khoa học mới nhất và thú vị nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên follow và like. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.